Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel OneBee Legend, nơi cập nhật thường xuyên những thông tin về chapter mới. Kèm theo đó là một vài giả thiết vô cùng thú vị trong OneBee. Quay trở lại với chủ đề chính trong video hôm nay. Vậy là sau khi bản spoiler OneBee chapter 1070 chính thức được công bố, thì bản RAM của chapter này cũng đã được xuất bản đầy đủ, với rất nhiều khung tranh vô cùng tuyệt đẹp, đặc biệt là trang bị cover story của chapter này. Và mới đây, nhà cung cấp thông tin Redon đã nói rằng những thông tin chi tiết về đầy đủ của chapter sẽ không được xuất bản một cách đầy đủ, mà chỉ có bản RAM của chapter này được xuất bản với 17 khung tranh. Và cho nên tôi đã quyết định tìm kiếm tất cả những thông tin có liên quan đến chapter 1070 để làm một video thông tin chi tiết đầy đủ của chapter gửi đến anh em. Còn đó là gì thì mời các bạn xem hết video này nhé. Trang bị của chapter tuần này tiếp tục là cover story về quân đoàn Gemma 66. Theo đó, 5 thành viên của nhà khoa học Matt cũng đã được lộ diện. Nhìn vào khung tranh có thể nhận ra tên của các thành viên của tổ chức này. Đầu tiên là tiến sĩ Vegamin với cái đầu dài đặc trưng của mình. Tiếp theo là Vinbotchet, cha của Sanji, với phong cách rất giống Sanji. Ngoài ra, nếu để ý bạn sẽ thấy trong số tất cả những anh chị em của gia tộc Vinsmoth thì theo tôi Sanji là người giống cha mình Vinbotchet nhiều nhất. Tiếp theo là nhà khoa học điên Sejakalo và Quân Bình Dịch, và cả hai nhân vật này đều có phong cách rất giống trẻ trâu. Và cuối cùng là một người phụ nữ chưa lộ mặt, và người phụ nữ này trông rất giống cô nàng Shibiro Tashi. Và ngay từ đầu tôi đã cho rằng cô nàng này chính là cô nàng Shibiro Tashi, vì với những gì mà cô nàng này đã nói với Doc Say ở chapter 1068 trước đó, khi biết tất cả mọi chi tiết ở bên trong hòn đảo hết, thì tôi có thể khẳng định rằng cô nàng này biết rất rõ về tiến sĩ Vegamin. Mở đầu chapter là những diễn biến tiếp theo của chapter trước. Luffy xin lỗi Shantomaru vì đã làm anh ấy mất tập trung trước đòn tấn công của Doc Say. Tuy nhiên, Shantomaru trả lời Luffy rằng đừng bao giờ xem thường mình, vì Shantomaru đã nhìn thấy được đòn tấn công của Doc Say và đã đề phòng từ trước. Nhưng vì đòn tấn công là quá nhanh nên Shantomaru không thể tránh được đòn tấn công của Doc Say. Và Doc Say cũng đã nói với Luffy rằng chỉ cần Shantomaru mất đi hoàn toàn ý thức thì bọn chúng sẽ được quyền ưu tiên sử dụng những tên người máy Seraphim. Khi Doc Say đang định kết liễu Shantomaru thì ngay lập tức Luffy tung một cú đấm về phía Doc Say, khiến nhân vật này văng ra xa trước sự bất ngờ của nhóm Shibiro. Tuy nhiên, có một điều vô cùng thú vị là Luffy không thể nào dừng đòn tấn công của mình lại được, và người Luffy liên tục xoay tròn, rất thú vị. Trong khi đó, những tên người máy Seraphim liên tục tấn công nhóm Shibiro. Seraphim Ad-Hoc sử dụng thanh kiếm của mình để tấn công nhóm Shibiro, và có vẻ như Seraphim này không sở hữu năng lực trái quỷ. Còn Seraphim Exact thì đấm xuống sàn, biến mặt đất thành những con sóng từ năng lực trái quỷ của Seraphim. Còn về phía những tên đặc vụ Shibiro, bọn chúng đang cố gắng chống lại những tên người máy Seraphim, nhưng họ dễ dàng bị đánh bại. Kaku và cô nàng Shibiro Toshi đã không tham gia vào trận chiến này vì đây là một cuộc chiến vô nghĩa. Trong khi đó, ở bên trong phòng thí nghiệm, ngay lập tức Frankie, thợ đóng tàu bằng hải tặc vũ rơm, nhận ra năng lực trái quỷ này là của Seraphim, một thành viên của gia tộc Do Flamingo. Sau khi nhìn thấy năng lực trái quỷ này, Frankie cho rằng Seraphim thật sự đã chết. Tuy nhiên, Vegapunk cũng đã xác nhận rằng Seraphim vẫn đang còn sống và đang bị giam ở nhà tù Imedo cùng với các thành viên khác trong gia tộc Do Flamingo. Và trái quỷ của Seraphim Exact đang sử dụng là một trái quỷ nhân tạo. Để rồi sau đó, Vegapunk giải thích cơ cấu hình thành những trái quỷ nhân tạo trong OneBee. Bất chợt, Nami nhắc đến trái quỷ Smile nhân tạo của Shizakalo, thì Vegapunk nói rằng tốt nhất Shizakalo nên chết đi vì những phát minh của mình. Để rồi sau đó, Vegapunk tiếp tục nói về những trái quỷ. Theo đó, những trái quỷ Hedron là đơn giản nhất vì đó là những thần vật có sẵn. Và nó cũng giải thích cho việc vì sao những trái quỷ Smile nhân tạo của băng hải tặc bá thú luôn là những trái quỷ Hedron. Còn đối với những trái quỷ Zon thần thoại trong OneBee thì đặc biệt hơn và phức tạp hơn rất nhiều. Và để có thể chế tạo ra được những trái quỷ Zon thần thoại này, đòi hỏi Vegapunk phải có rất nhiều thời gian và tiền bạc. Và trái quỷ của tứ hoàng Kaido bá thú là một ví dụ điển hình cho điều này. Khi Kaido từng trở thành vật thí nghiệm cho chính quyền thế giới trong nhiều năm, và sản phẩm đạt được chính là trái quỷ mà Momonosuke đã ăn tại bên Hazard. Còn đó là một trái quỷ thành công hay không thì tất cả chúng ta cũng đã biết sau những gì xảy ra tại Wano. Tiếp theo là những trái quỷ hệ Paramecia. Theo Vegapunk, những trái quỷ nhân tạo hệ Paramecia chỉ cần có yếu tố di truyền từ người sở hữu năng lực trái quỷ này để tạo ra Green Brood. Và sau những lời giải thích này của Vegapunk, chúng ta thấy Seraphim Bo Hancock sử dụng năng lực trái quỷ Meromero biến tất cả thành đá, và nó hoàn toàn giống với bản gốc của nữ hoàng hải tặc Bo Hancock. Còn Seraphim Epic cũng đang sử dụng năng lực trái quỷ của cựu thất vãi Kuma. Cuối cùng là những trái quỷ hệ tự nhiên Logia. Theo đó, Vegapunk không thể nào sao chép được những trái quỷ hệ Logia nhân tạo, và Vegapunk cũng không muốn nhắc về nó. Và tôi thấy điều này là hoàn toàn hợp lý, bởi con người không thể nào can thiệp vào những yếu tố của tự nhiên được. Vegapunk gọi những tên người máy Seraphim này là đỉnh cao của khoa học. Bọn chúng chính là những con người mạnh nhất ở vùng biển này, và đây cũng chính là tên tiêu đề của chapter 1070. Tuy nhiên, Vegapunk đã không thể nào đảm bảo rằng những trái quỷ nhân tạo này có thể thức tỉnh. Sau khi nghe xong những lời giải thích của Vegapunk, tất cả các thành viên trong băng hải tặc vũ rơm đều trở nên vô cùng sốc. Nami nói rằng vì những thứ này mà hải quân đã quyết định xóa sổ hệ thống thất vũ hải. Còn Franky và Usopp thì không thể nào tin được Vegapunk có thể tạo ra những con người như vậy. Quay trở lại trận chiến giữa Luffy và Roroshi, sau khi lãnh đòn tấn công từ Luffy, Roroshi vẫn đứng vững và đi tìm Shantomaru. Khi Roroshi sử dụng Sora độc tức đến chỗ Shantomaru thì đã bị Luffy trong hình dạng Gundam khổng lồ của mình tấn công Roroshi. Cụ thể, Luffy dùng miệng để tấn công Roroshi, và đó là những khung tranh vô cùng tuyệt đẹp. Để rồi sau đó, Luffy tung những cú đấm vô cùng chất lượng về phía Roroshi, điều tương tự mà Luffy đã làm với tứ hoàng Kaido bá thú, nhưng ở mức độ thấp hơn và nhẹ hơn.
và đó là những hình ảnh mà Oda đã công bố trong sự kiện dừng vết tay năm nay. Nhìn vào khung tranh có thể thấy trong hình ảnh ghi năm của thằng mặt trời Nika, Luffy tự do hơn trong những đòn tấn công và tên của đòn tấn công đó gọi là Gomu Gomu no Ride Rocket. Ngoài ra, Luffy sử dụng tóc của mình để làm kính và đó chính là sức mạnh từ tiếng tưởng tượng phong phú của Luffy. Còn về phần mình, Rob Dorsey tưởng rằng những đòn tấn công của Luffy là trong hình dạng Giba. Và sau khi lãnh đòn tấn công chí mạng của Luffy, Rob Dorsey đang dần mất ý thức. Còn Luffy thì liên tục cười khi nhìn thấy hình dạng thảm bại của Rob Dorsey. Luffy đã chính thức đánh bại được Rob Dorsey và thông qua trận chiến này, Oda cũng đã cho chúng ta thấy được khoảng cách của một tứ hoàng và một đặc vụ CP0 là lớn như thế nào. Giờ đây tôi có thể khẳng định rằng Rob Dorsey không có lấy một cơ hội nào để chiến thắng Luffy. Đẳng cấp của một tứ hoàng đã được khẳng định và lên tiếng. Theo tôi, nếu Luffy 10 điểm thì Rob Dorsey chỉ được 5 điểm. Chuyển sang cảnh nhóm Chopper và Zipe. Theo đó, Serapin bỏ Hancock đã chỉ cho Chopper đường đến vị trí của tên lửa chân không. Thế phải Zimbe khen của nàng này tốt bụng. Serapin bỏ Hancock đỏ mặt và trở nên vô cùng dễ thương. Và qua chi tiết này, nó cũng đã cho chúng ta thấy được những tên người máy Serapin có tính cách rất giống với bản gốc. Quay trở lại với Chapter, Sentomaru bỏ Luffy hay nhanh chóng đến chỗ phòng thí nghiệm. Và giờ đây Sentomaru giao Vegabin lại cho Luffy và băng hải tặc Mudum giải quyết. Và Sentomaru yêu cầu Luffy hãy giúp tiến sĩ Vegabin trốn thoát khỏi nơi này. Và Chopper cũng đã nói với Luffy rằng hãy nhanh chóng rời đi nếu Luffy muốn cứu bản sao mạnh không nằm Alas. Và cho nên Luffy đã nhanh chóng đến phòng thí nghiệm cùng với Chopper. Trong lúc di chuyển lên phòng thí nghiệm, Bonnie cũng đã tỉnh dậy và liên tục tìm kiếm Vegabin. Còn Luffy sau khi sử dụng Ghi Năm đã biến thành một ông già 80 tuổi, khiến Bonnie vô cùng bất ngờ. Còn ở bên dưới hòn đảo hết, Dorothy cũng đã trở lại hình dạng con người của mình sau khi lãnh đòn tấn công chí mạng của Luffy. Dorothy nói rằng mình thật sự ngưỡng mộ hình dạng Ghi Năm của Luffy. Còn về phần Sentomaru, Dorothy nói rằng đó là một sự xấu hổ của hải quân. Của nàng Shibirotasei thì nói rằng hãy chờ hải quân đến. Tuy nhiên Dorothy cho rằng nếu chờ hải quân đến thì Vegabin cùng với băng hải tặc của Rome sẽ trốn thoát. Chuyển sang cảnh phòng thí nghiệm, Vegabin nói với nhóm Nami rằng mình sẽ đi cùng với băng hải tặc của Rome ra biển. Điều này đã khiến tất cả các thành viên trong băng hải tặc của Rome có những phản ứng khác nhau. Nami thì lo lắng vì cho rằng đó là một cảnh nạn lớn. Còn Frankie và Usopp thì vô cùng phấn khích. Tuy nhiên Sanji thì liên tục bảo Vegabin hãy mở khóa chân cho mình. Và Frankie thả đóng tàu băng hải tặc của Rome muốn Vegabin kiểm tra lại đệ tướng Frankie và con tàu Thompson Sunny. Trong khi đó nhóm Luffy cũng đã đến được phòng thí nghiệm nhưng họ vẫn chưa gặp được nhóm Nami. Luffy vô cùng phấn khích với nơi này. Còn Bonnie thì liên tục đi tìm kiếm Vegabin với mục đích biến cho mình là Kuma trở lại như cũ. Ngoài ra ở chapter này chúng ta không có thông tin gì về Zoro và Brook. Quay trở lại ở bên dưới hòn đảo hết, Dorothy cùng với nhóm CP0 xuất hiện cùng với những tên người máy Serapim. Vậy là sau khi Sentomaru mất đi hoàn toàn ý thức, việc quyền kiểm soát những tên người máy Serapim đã rơi vào tay của Dorothy. Chuyển sang cảnh ở bên ngoài vùng biển gần đó, Đô đốc Kizaru đang đi cùng với một hạm đội đến hòn đảo hết. Đô đốc Kizaru nói rằng băng hải tặc Vuterm sẽ dễ dàng mang Vegabin rời khỏi hòn đảo. Nhưng Đô đốc Kizaru sẽ không để mọi chuyện diễn ra như vậy. Với việc đưa ra thông tin này thì gần như chắc chắn ở chapter tiếp theo 1071, Đô đốc Kizaru sẽ có mặt tại hòn đảo hết. Liệu Đô đốc Kizaru sẽ đụng độ ai đầu tiên trong băng hải tặc Vuterm? Có lẽ một vài chapter tiếp theo chúng ta sẽ rõ. Và đó cũng chính là cái cách mà chapter 1070 kết thúc. Thông tin cuối cùng cũng là thông tin quan trọng nhất. Tuần sau không có chapter mới. Trên đây là tất cả những thông tin chi tiết và đầy đủ của One Piece chapter 1070. Tôi hy vọng anh em sẽ thích video này. Đừng quên like đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.